Vâng, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với series video hướng dẫn livestream bán hàng bằng livestream trên Facebook, giúp các bạn có thể là có những kỹ thuật, kỹ năng cơ bản để các bạn tự tin bán hàng, nhất là những người mà chưa bao giờ bán hàng bằng livestream trên Facebook, và những người đã biết cách rồi thì cũng có thể học hỏi thêm những điều gì đó tốt đẹp, đúng không ạ? Và bài học này, trong video này thì tôi sẽ nói về một số những cái lưu ý quan trọng để giúp các bạn có thể là livestream thành công hơn. Đầu tiên thì tôi muốn nói lại là đó là cái sự chuẩn bị, đúng không ạ? Chúng ta phải chuẩn bị rất là cẩn thận trước các buổi livestream, về trang phục, về bối cảnh, về nội dung, về kịch bản, phụ kiện, về hàng hóa. Sự chuẩn bị đó phải rất là đầy đủ và chu đáo, được chưa ạ? Và chúng ta cũng sẽ tìm kiếm những cái phong cách thời trang, những cái phong cách thể hiện làm sao cho nó hay, hấp dẫn, độc lạ, dị trong cái phạm vi mà chúng ta cho phép bản thân cũng như là về pháp lý, được chưa ạ? Vâng, thế thì chúng ta trước khi livestream thì chúng ta cũng cần phải thông báo về lịch trình livestream, thời gian, địa điểm. Chúng ta đang thông báo 2-3 lần liên tục như vậy trên Facebook, trên Zalo của chúng ta, được chưa ạ? Trên những cái kênh mà chúng ta có. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ cần phải có quà tặng, đúng không ạ? Có các cái chương trình game, mini game, các câu đố, giải thưởng, cuộc thi để chúng ta thu hút. Đấy chính là cái quá trình mà chúng ta sẽ làm cho khách hàng sẽ tăng được cái like, cái share cho cái video của chúng ta. Và một kỹ thuật nữa là chúng ta phải ép share khách hàng một cách khéo léo, đúng không ạ? Tức là chúng ta muốn người xem chia sẻ thì bằng cách là chia sẻ trên trang cá nhân, chia sẻ vào các group, đúng không ạ? Đặc biệt là các group đông người, các group phù hợp với khách hàng mục tiêu, rồi thì ép người ta tag bạn bè vào. Đổi lại thì họ sẽ nhận được những quà tặng, những cái cuộc thi, những phần quà có giá trị thực sự, đúng không ạ? Thế rồi thì chúng ta cũng cần phải sự chuẩn bị, tập dượt kỹ lưỡng về cái kịch bản cũng như là cái khả năng thuyết trình, rồi thì cái cách trò chuyện với khách hàng khi mà chúng ta livestream, đúng không ạ? Và càng kỹ lưỡng càng tốt, càng hay, càng hấp dẫn càng tốt, được chưa? Tiếp đến là chúng ta cũng phải chú trọng đến khung thời gian livestream. Qua cái quá trình livestream thì mỗi một cái sản phẩm khác nhau thì chúng ta có một cái quá trình mà chúng ta lựa chọn cái khung giờ tốt nhất. Ví dụ buổi sáng là khung nào, buổi trưa khung nào, buổi chiều khung nào, buổi tối khung nào. Đó thì chúng ta sẽ chọn, và một ngày chúng ta sẽ livestream một số, hai số hay ba số do chúng ta quyết định, đúng không ạ? Chúng ta livestream một nick hay hai nick hay ba nick, chúng ta livestream công khai hay livestream nhóm kín là do chúng ta quyết định. Đó. Thế rồi thì mỗi một buổi livestream thì chúng ta nên livestream từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ hoặc là nhiều hơn, bởi vì về nguyên tắc là càng livestream lâu thì lượng xem sẽ càng tốt cho chúng ta. Đó. Và chúng ta sẽ phải tăng được cái đột biến trong cái quá trình mà chúng ta livestream, nội dung của chúng ta phải rất là hấp dẫn, rất là hay thì để người ta không bị chán và người ta sẽ kéo theo người ta sẽ ngồi nghe suốt như vậy, đúng không ạ? Rồi tiếp tục đến là chúng ta phải thực hiện cái công việc livestream hết sức là đều đặn, thường xuyên, liên tục, hàng ngày. Tức là một tuần có 7 ngày thì chúng ta phải livestream từ 6 cho đến 7 ngày, đúng không ạ? Một ngày chúng ta có livestream 1 đến 2 đến 3 số thì chúng ta số đấy phải cố định, đúng không ạ? Liên tục cố định thì nó tạo ra một cái lịch, giống như là tôi nói về thời sự 7 giờ tối. Tôi luôn luôn biết rằng là 7 giờ tối có chương trình thời sự. Tất nhiên tôi có thể xem hoặc không xem, nhưng tôi luôn biết có như vậy, đúng không ạ? Và chúng ta cũng cần phải chăm sóc khách hàng sau khi mà chúng ta livestream xong, đúng không ạ? Tức là chúng ta kết bạn, chúng ta ép họ vào group, chúng ta lấy số điện thoại, chúng ta kết bạn Zalo, chúng ta chăm sóc khách hàng sau bán. Sau khi họ nhận được hàng hóa thì chúng ta gọi điện hỏi thăm xem là họ có nhận được hàng hóa, có hài lòng hay không, và cho họ xin họ cho những cái feedback để mà chúng ta sẽ làm những cái sau này, làm cái content sau này chúng ta tốt hơn, đúng không ạ? Thế rồi thì chúng ta cũng sẽ duy trì các mối quan hệ khách hàng bằng các công cụ khác để chăm sóc, như là công cụ CRM hoặc là telesale để mình duy trì kết bạn và bán thêm các khách hàng nữa để mà gia tăng các đơn hàng về sau. Như trước đây thì tôi bán đa quý thì có những khách hàng tối nào người ta cũng vào, người ta mua 1-2 món, rất là tuyệt vời, bởi vì họ nhận được cái sản phẩm lần đầu tiên họ rất là hài lòng, thì sau họ có lòng tin họ tiếp tục nhận cái sản phẩm thứ hai, thứ ba, họ tiếp tục mua, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Tiếp theo đấy là chúng ta cũng sẽ phải sử dụng thêm những cái phương thức để mà chơi game, chơi contest, chơi mini game hay là mini quiz game rất là nhiều. Chúng ta liên tục học hỏi những cái game mới, những cái trò chơi mới để tạo ra cái sự mới mẻ cho khách hàng. Chúng ta cũng có thể cần phải học thêm những cái tips, những cái thủ thuật, tips and tricks
để làm sao mà cái view của chúng ta cao, đúng không? Ở trên mạng nó có những cái thủ thuật mà chúng ta có thể mua cái view nó đổ vào. Thế thì chúng ta bây giờ chúng ta chưa biết thì chúng ta đi mua 200-300 ngàn một lần đổ được 500-700 thậm chí 1 ngàn lượt xem. Cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chúng ta đổ được như vậy? Chúng ta cũng có thể là nghiên cứu tìm hiểu cái cách đó, đúng không ạ? Vâng. Thế rồi chúng ta cũng có thể kết thân với các group có lượng thành viên lớn và chúng ta có thể lên trên đó chúng ta live stream chia sẻ các vấn đề bằng cách là chúng ta sẽ chơi thân và chúng ta tạo các cái giá trị win-win với các cái admin của các group. Chúng ta rất có thể là chúng ta sẽ lên trên đó chúng ta bán. Vấn đề của chúng ta là bán hàng bằng live stream thì chúng ta sẽ phải tìm rất nhiều các group có đông người, rồi làm thế nào để cho chúng ta gia tăng lực lượng bạn bè, gia tăng lực lượng theo dõi trên các cái nick Facebook cá nhân của mình, cái nick mà mình phát live stream, đúng không ạ? Và trong lúc mình không phát live stream thì mình vẫn phải đi kết bạn, mình vẫn phải viết bài, mình vẫn phải để làm sao mà xây dựng thương hiệu cá nhân để gia tăng được cái lượng bạn bè cũng như lượng theo dõi. Và một cái tip nữa là các bạn cần phải yêu cầu những người xem live stream của mình gợi ý cho họ là họ kết bạn, họ theo dõi này. Đặc biệt là họ phải bật cái chế độ là khi bạn live stream thì nó có thông báo, đúng không ạ? Khi bạn live stream có thông báo và các bạn yêu cầu các đại lý bật cái chế độ đó để mà mình sẽ liên tục live stream được. Tất nhiên hôm nay người ta xem, ngày mai người khác xem, ngày kia người khác cũng xem. Cái chuyện đó là chúng ta luôn luôn biết rằng là không phải lúc nào họ cũng ngồi xem, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta liên tục mới mẻ, liên tục có sản phẩm mới. Chúng ta có thể có những cái chiến lược bán hàng đa dạng, bán nhiều sản phẩm. Hôm nay live stream chủ sản phẩm này, ngày mai live stream sản phẩm khác cũng rất là tốt, miễn là cùng tập khách hàng, đúng không? Hoặc là chúng ta sẽ hôm nay chúng ta bán hàng nhưng ngày mai chúng ta chơi game, ngày kia chúng ta tặng quà. Không nhất thiết là chúng ta cứ phải hôm nào cũng bán, đúng không ạ? Hoặc là hôm trước thì chúng ta bán hàng, hôm sau chúng ta tư vấn. Hôm trước chúng ta bán hàng, hôm sau chúng ta làm đến một cái số live stream đặc biệt, chia sẻ hoặc là mời người nổi tiếng live stream cùng, vân vân, đúng không ạ? Một cái thủ thuật nữa là các bạn cũng có thể thuê những cái bạn hot girl, hot facebooker, những người nổi tiếng để live stream giới thiệu sản phẩm cho bạn, live stream bán hàng cho bạn cũng rất là tốt. Tuy nhiên cái chi phí thì nó cũng hơi cao một chút, đúng không ạ? Một cái thủ thuật nữa tôi nghĩ là cũng rất là quan trọng, mọi người có thể quan tâm, đặc biệt là trong lĩnh vực spa, tôi thấy là họ thường phát live stream cái quá trình họ phục vụ khách hàng. Ví dụ như là họ làm bụng này, làm ngực này, hoặc là làm mặt này, họ sẽ live stream cái quá trình họ đang phục vụ khách hàng. Sau đó họ sử dụng chính cái video live stream đó, họ chạy quảng cáo để họ tìm các khách hàng mới. Thì đấy cũng là một số những cái lưu ý mà tôi nghĩ rằng các bạn cũng có thể rất là quan tâm. Ngoài những cái gì tôi đã nói về sự chuẩn bị kỹ lưỡng ra, thì đấy là một số cái gợi ý thêm để cho các bạn cần phải cố gắng, các bạn phải kiên nhẫn, các bạn phải kiên trì, và đặc biệt đấy là các bạn liên tục học hỏi. Ở trên Facebook thì cũng sẽ có rất nhiều người được gọi là thánh live stream, đúng không? Họ live stream rất là thành công, có thể có hàng nghìn người xem, họ bán có thể rất thành công, có thể hàng chục đến hàng trăm đơn hàng mỗi ngày. Thế thì chúng ta sẽ phải theo dõi những người đó, xem cách làm của họ và chúng ta học hỏi, chúng ta cải thiện nhá. Nhớ rằng là học hỏi chứ không phải là copy, và sau đó chúng ta phải cải tiến, chúng ta liên tục chúng ta có thể là làm giống như họ và làm khác hơn, làm tốt hơn họ, thì như vậy chúng ta mới thành công được. Đấy là một số các cái lời khuyên của tôi trong cái video này. Rất mong là các bạn có thể áp dụng và các bạn có thể hiểu ra rằng là livestream là một công cụ bán hàng rất tốt, một kênh bán hàng, hình thức bán hàng vô cùng tốt. Nếu bạn chưa từng thì hãy thử ngay. Nếu bạn đang làm chưa hiệu quả thì hãy kiên nhẫn và học hỏi tiếp tục. Và cuối cùng, nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi gì cần liên hệ với giảng viên thì hãy liên hệ với tôi để được hỗ trợ và tư vấn. Tên tôi là Phan Anh, địa chỉ email phananhonline@gmail, số điện thoại 0989 633 888, website là vamarketing.vn, Facebook là Phan Anh Online. Xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video này. Xin được hẹn gặp lại trong các bài học tiếp theo. Xin chào.